đây là hột hút ẩm của Bubble Wick. Hộp hút ẩm than củi hay gọi là hút ẩm than hoạt tính. Cái mỗi một hộp này là có 250g, một lốc này là có 3 hộp, một thùng thì có 18 hộp, hoặc là 3 hoặc là 32 hộp, hai loại quy cách. Thế thì cái hộp mà hút ẩm than củi này thì có cái giúp cho mọi cái tài sản trong nhà hoặc là văn phòng được khô thoáng, ngăn ngừa những cái ẩm ướt. Có thể sử dụng rất là dễ dàng trong cái không gian nhỏ như là gầm giường này, tủ này, hộc này, hoặc là tủ giày. Thì công dụng của cái hộp hút ẩm này là giúp loại bỏ những cái ẩm mốc trong nhà, khử mùi trong khoảng 2 tháng. Một cái hộp như này nó rất là có tác dụng. Thì hàng nhập khẩu Âu phân phối khắp cả nước, đặc biệt là cho các doanh nghiệp, công ty, các tập đoàn, công ty may mặc hoặc là công ty điện tử, các khu công nghiệp rất là nhiều. Thì nó có rất là nhiều mẫu khác nhau, như mẫu này là của Pigeon này, mẫu này của Bubble Wick này, còn có mẫu nữa là mẫu của Oxy Hà Mã nữa. Xin trân trọng cảm ơn.